Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Như các bác biết thì cái dòng touring của Giant là có cái mã ở đầu là FCR, và cái dòng cao cấp nhất trong cái dòng touring FCR đó là chính là FCR 3500. Và FCR 3500 thì nó lại chia làm hai dòng, là một dòng đời 2018 và một dòng đời 2019. Thì rất may mắn trong cái thời gian đây cận Tết này thì em đã về 3 chiếc, hai chiếc FCR 2018 và một chiếc FCR 2019. Thì em sẽ đánh giá chi tiết cái sự khác nhau của từng chiếc một, và đây đều là những cái dòng FCR, dòng touring của hãng Giant, là hiện là cao cấp nhất trong phân khúc touring của hãng Gian, với cấu hình là phanh dầu 9 líp 3 đĩa và khung nhôm toàn bộ. Vâng, và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một. Vâng, như các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây là tổng thể chiếc xe đạp Gian FCR 3500 đời 2018, và nó có một tổng là một cái màu sắc rất là đẹp, màu đỏ mà màu trắng pha tem đỏ. Thì cấu hình của chiếc này thì nó là cao cấp nhất trong cái dòng touring FCR rồi. Về phần yên là em đánh giá là rất là đẹp này. Khung là khung nhôm. Sơn thì hôm nay em có về hai hai con, em thấy đánh giá là hai con đều đều đẹp cả, hầu như là chưa có vết xước lớn. Chiếc xe này là size XS, phù hợp với người cao từ khoảng 1m55 cho đến 1m68 là đi chiếc xe này là phù hợp. Xe FCR 3500 thì hơn con 3100 và giống con 3300 ở chỗ là nó sử dụng đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano, và đằng sau thì là giống con 3300, là con FCR 3300 là cũng là đề Acera và níp 9 tầng, rất là cao cấp rồi. Bánh của chiếc xe thì như các bác có thể thấy là nhà sản xuất làm hai cho cái tem màu đỏ đen này, nên là khi mà quay thì nó ra có nó cho cái hiệu ứng rất là đẹp. Mayer của chiếc xe và vành của chiếc xe cũng là nguyên cặp hết của hãng Giant, hoạt động rất là trơn tru. Đằng trước của chúng ta cũng là một bánh nguyên cặp Mayer Giant thôi. Trên tay cầm thì chúng xe được trang bị tay chuyển số là 9 líp hiệu Acera và phanh dầu Techo. Bên này là 3 tầng đĩa cho cũng là của hiệu Shimano Acera, và phanh dầu Techo là một cái hãng phanh rất là nổi tiếng. Và xe này là tất cả những cái phụ tùng này là nguyên bản của hãng trang bị cho chiếc xe Gian FCR 3500, một cái dòng touring cao cấp nhất trong dòng touring của Giant. Đây là bên này của chiếc xe. Em thấy là sơn còn rất là đẹp, không có một vết xước nào lớn cả. Phanh dầu Techo rất là ăn và cái phanh này rất là tốt. Thì hôm nay là em về được một chiếc này là size XS, và một chiếc này là size S. Size S này thì cho các bác từ 1m62 cho đến 1m75 là đi phù hợp. Nó sẽ trên một size, tức là xe này là size size S. Và chiếc em quay quay ngoài sân kia là size XS, hai chiếc giống y xì nhau. Về phần sơn thì em thấy là hai chiếc đều đẹp. Hai chiếc đều hệ đẹp cả và đều cấu hình như nhau cả. Đều là tay bấm Acera. 9 níp 3 đĩa phanh dầu Techo, đề là Acera, đùi Shimano 3 tầng cùng của hãng sản xuất nhưng mà khác size. Con này là chiếc này là size S, và ngoài sân lúc đem quay kiểu đầu ấy là size XS. Đây, một chiếc size S phù hợp cho người cao từ 1m62 cho đến 1m75. Còn size XS
thì phù hợp cao cho người cao từ 1m55 cho 1m65. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.